Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu và rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Sóng Gió Phụ Đời Gái được viết bởi tác giả Trang Bubi Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tin tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc này tôi mới ngờ ngờ nhớ ra, người đàn ông và người phụ nữ này chính là hai người mà tôi đã cầu xin cứu giúp trước khi ngất đi. Trước mắt tôi không biết bọn họ có phải người tốt thực sự hay không, nhưng nhìn dáng vẻ hai người có vẻ không phải người xấu. Cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng hơn. Cổ Hồng khang khang hỏi Đây là Việt Nam hay là Campuchia Đây là một khách sạn ở Campuchia Nỗi ám ảnh quá lớn khiến tôi run rẩy bấu chặt tay xuống ga giường Tôi chỉ sợ chừng nào tôi còn ở đây thì bọn chúng sẽ lại tìm đến tôi Cơ mặt tôi bắt đầu trở nên căng thẳng Ánh mắt lờ đờ sợ hãi Người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng Cháu sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào? Tôi lắc đầu Ánh mắt khẩn khoản vang xin Cô chú ơi giúp cháu trở về Việt Nam được không Cháu không muốn ở đây Làm ơn giúp cháu Cháu chỉ cần được về Việt Nam Cháu nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp cô chú Hai người nghe tôi nói như thế liền nhíu chặt hàng chân mày Người phụ nữ hỏi tôi Cháu không phải sang đây đi làm sao Dạ không Cháu bị bắt cóc sang bên này Nói đúng hơn là cháu bị mẹ kế của mình Bán vào đường dây mại dâm Vừa nãy cháu cùng với bạn của cháu Trốn bọn chúng Nhưng Nói đến đây thì cổ hồng tôi ngàn đắng lại Không thể nào nói tiếp Vì nghĩ đến cái tú và cái thơm Hai người thấy tôi kích động liền an ủi Được rồi được rồi Cháu cứ bình tĩnh đi Cô chú hiểu phần nào rồi Nói thật với cháu là Cô chú sang đây có việc vài ngày Gặp cháu cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn tôi Vì cháu suýt chút nữa Thì lao thẳng vào đầu xe của cô chú cũng may chú lái xe chậm, không thì giờ không biết chuyện gì xảy ra. Dạ vâng, cháu biết là lỗi của cháu, nhưng mà cháu thực sự rất khủng hoảng, nếu bọn chúng bắt lại, cháu nghĩ mình sẽ chết mất. Đúng rồi đây, vì bọn chúng nhìn rất dữ. Hôm đó chúng đã có ý định chặn xe cô chú lại, nhưng vì có mấy người cảnh sát gần đó nên chúng không dám manh động. Nếu không có cô chú, cháu không biết phải làm sao nữa, ơn cứu mạng này. Cháu nhớ mãi không quên Thế cháu ở đâu Việt Nam Cháu ở Hà Nội à Người phụ nữ gật đầu thở dài Sau đó bảo tôi Thôi cháu nghỉ ngơi đi Có gì mình tính sau Cháu mới tỉnh dậy Người ngợm vẫn còn đầy vết thương Cơ thể suy nhược rất nhiều Chưa kể cháu vừa bị sảy thai Một lần xa bằng ba lần đẻ Cố gắng kiên cho tốt Không là sau này khổ lắm sảy thay Nghe đến hai từ đó tự như có luồng xét đánh ngang tay tôi Đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh Tôi có thai sao? Mới một lần đi khách mà tôi đã có thai Tôi dường như không tin vào thính giác của mình Tôi tấm lấy người phụ nữ hỏi lại một lần nữa Cô vừa nói sao à? Cho bị sảy thai là sao? Ánh mắt người phụ nữ ánh lên Một chút buồn bã Khẽ gợt đầu Phải Bác sĩ nói cái thai của cháu khoảng 4 năm tuần gì đó Chắc là mới vào ổ thôi Cháu nghỉ ngơi đi Người đàn ông và người phụ nữ Lặng lẽ rời khỏi phòng Hai tay tôi buông thọng xuống Cả người bàng hoàng không nói nên lời Có thai với người đàn ông Ngay cả mặt mũi thế nào tôi cũng không biết Một lần đi khách đã chữa Không ngờ tôi lại may mắn như thế Nhưng giờ đứa bé đã không còn nữa Như vậy cũng tốt mà có phải không Tôi sẽ không phải vướng bận gì cả Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy trái tim mình như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên cùng xiên vào như thế này. Miệng thì cười nhưng nước mắt cứ ẩn ực tuôn trào khỏi khóe mi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tâm càng tôi như bị ai bóp nghẹn, dẫu rằng đứa bé là sự cố ngoài ý muốn. Tôi không biết bố nó là ai, nhưng dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của tôi, là máu mụ của tôi. Có người mẹ nào mất con mà không đau lòng cơ chứ? Sau đó tôi nhớ đến cuốn sách không gì không sinh, đừng sợ hãi của thiền sư thích nhất hạnh có một đoạn Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác nhưng bà bị sảy thai và em bé đó đã không ra đời Khi còn nhỏ tôi thường hỏi bào thai đó là anh tôi hay là chính tôi ai đã muốn biểu hiện ra trong lần sảy thai đó Khi mẹ tôi mất đi em bé thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho em bé ra đời nên nó quyết định lui lại chờ điều kiện tốt đẹp hơn tốt hơn là con nên rút lui và sẽ trở lại nay mai mẹ nhé chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé có lẽ em bé của tôi cũng thế chắc bé thấy hoàn cảnh của tôi hiện tại chưa đủ điều kiện để trở thành một người mẹ tốt nên bé mới chọn cách lui lại tôi sẽ tôn trọng ý kiến của con mong con kiếp sau được làm một em bé khỏe mạnh được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả bố và mẹ yêu thương con Nghĩ vậy tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều Sau đó tôi thiếp đi Cho đến khi tôi bị tỉnh giấc Là bởi giọng nói của người đàn ông vang lên Em không định gọi con bé dạy ăn chút gì đó sao Em nghĩ con bé đang rất mệt Thôi kệ cứ để cho con bé ngủ Lúc nào tỉnh dậy thì ăn sau anh ạ à. Ừ như thế cũng được Mà anh nè à, Con bé Tâm vừa nhắn tin về cho em Sao nó nói gì Em bảo nó về ngay, không cả cái sự nghiệp gia đình hủy hoài trong tay nó mất. Con bé nó hiện đang ở một nơi rất an toàn, cùng bạn trai của nó. Bố mẹ không phải lo lắng và đừng tìm nó. Hồn ước với nhà họ ngu, nó không thể thực hiện được. Hãy xem như không có đứa con gái này đi. Ôi trời ơi, em gọi nó ngay đi. Nếu nó không muốn bức chết bố mẹ thì ngay lập tức trở về. Em gọi rồi nhưng mà kết nối không được. Anh ạ. À, mình cũng hiểu tính con gái mình Cái gì nó không thích thì không thể nào ép được Nó đã đến mức bỏ đi là nó quyết rồi Hay là mình nói với nhà bên đó hủy hôn ước được không? Làm sao có thể hủy được chứ? Ngô gia là gia tộc nổi tiếng Việc bị hủy hôn ước sẽ không khác nào sỉ nhục họ Dù anh và nhà bên đó ngày trước cũng khá thường tiếc Nhưng bây giờ họ khác rồi em ạ à. Không giống như 20 năm về trước Hơn nữa công ty của mình đang gặp khó khăn anh cần phải nhờ mối hôn ước này để cầu cạnh nhà họ bằng không sự nghiệp bao năm qua của hai vợ chồng mình xây dựng coi như bỏ nhưng mà bây giờ con bé tâm nhà mình nó bỏ đi cả ba tháng trời rồi chúng ta cũng đã ngược xuôi tìm con bé nhưng đều không thấy tung tích ngày mà hai bên gia đình gặp nhau cũng chẳng còn bao xa làm sao chúng ta có thể tìm được con bé chứ thực ra anh đã nghĩ tới một phương án dự phòng phương án dự phòng sao Vậy Nếu như chúng ta không thể tìm thấy con bé Thì anh sẽ tìm người thay thế con bé gả cho ngô gia Dù tôi không mở mắt Nhìn biểu cảm gương mặt của người phụ nữ Nhưng tôi đoán Người phụ nữ nghe xong thì vô cùng hoảng hốt Đó là biểu hiện qua giọng nói Anh nói sao Tìm người thay thế Chuyện này làm sao được chứ Nhà họ sẽ phát hiện ra mất Lần cuối vợ chồng ông bà ấy gặp con bé Tâm nhà mình Là năm nó 12 tuổi Cũng đã chục năm trôi qua gặp lại chắc chắn sẽ không nhận ra nhưng nếu một ngày con bé tâm trở về thì anh định tính sao lúc đó chúng ta tính sau với lại anh tin chắc chắn nó sẽ không trở về sớm đâu vả lại khi gạo nấu thành cơm rồi thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn họ sẽ không dám làm lớn chuyện này vì sợ mất mặt quan trọng bây giờ giúp công ty mình vượt qua thời kỳ khủng hoảng là tốt rồi tính tới tính lui nhưng mà chúng ta biết tìm được ai cả con gái mình bây giờ chứ anh tính ngày mai trở về việt nam tìm người trong thời gian đó chúng ta vẫn sẽ tìm con gái còn rất nhiều chuyện cần chúng ta sắp xếp không thể ở đây thêm lâu được nữa vậy còn cô gái này hoàn cảnh thì rất đáng thương nhưng mình giúp đến đây cũng là hết cách ngày mai trước khi về hãy đưa cho con bé một khoản tiền để con bé tự lo liệu dạ vâng em biết rồi Thôi chúng ta ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi Sau khi hai người ra ngoài Tôi mới mở mắt Hiện tại đã là buổi tối Tôi mệt mỏi chống tay ngồi dậy Cuộn tròn trong góc giường Rất lâu sau tôi mới dám đưa tay kéo chiếc rèm cửa sổ Bên ngoài Bầu trời đầy sao Đường phố tấp nập người qua lại Hiện ra trước mắt tôi Nhìn về phía xa xăm Tôi thấy nhớ cái tú và cái thơm quá Không biết giờ này hai đứa như thế nào Nghĩ đến hai đứa Nước mắt tôi lại tuôn xối xả như mưa Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn Tôi không dám tưởng tượng ra Cái cảnh chúng nó bị bà xốm hành hạ Vì như thế tôi sợ mình sẽ không chịu nổi Tôi chỉ biết cầu nguyện cho chúng nó Được bình an chờ ngày tôi trở về Việt Nam Báo với cảnh sát Việt Nam Về đường dây buôn người của bọn khốn nạn kia Nhưng vấn đề bây giờ là tôi làm sao để trở về Việt Nam đây Khi đường xá tôi không hề biết trên người lại không có giấy tờ tùy thân và ngộ nhỡ ra ngoài kia tôi gặp đám người nhà bà xóm thì phải làm sao cơ hội duy nhất của tôi là phải bám phiếu vào cô chú để trở về sáng sớm ngày hôm sau hai người đi vào phòng đưa cho tôi một chiếc phong bì và nói cô chú có việc phải trở về việt nam luôn trong này có ít tiền cháu cầm lấy mà trang trải nhé tôi nhìn hai người vội vàng đáp cô chú cho cháu trở về việt nam với cho xin cô chú đấy. Người phụ nữ nhìn tôi, nở ra nụ cười gượng gạo. Nói thật là khi biết hoàn cảnh của cháu, cô chú cũng rất thương cảm và bức xúc với những con người khốn nạn kia. Thế nhưng, người ngợm cháu còn đầy thương tích, cô chú còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, làm sao đợi cho vết thương cháu khỏe hẳn được. Tuy là người phụ nữ không từ chối thẳng, nhưng tôi biết ý của bà, bà không muốn phiền phức, rắc rối, thực ra hai người giúp tôi đến đây đã là quá tốt tôi không có quyền yêu cầu họ phải giúp mình tới cùng nhưng ở một cái nơi đất khách quê người một cái nơi mà với tôi là một nỗi ám ảnh quá lớn thì hai người chính là tia hy vọng duy nhất là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời đen tối của tôi mà kể tất cả tôi liền quỳ hai chân xuống đất van xin cháu thực sự rất cần cô chú để trở về ở nơi này cháu vừa không biết tiếng vừa không biết đường lối cháu còn sợ sẽ gặp lại đám buôn người ngộ nhỡ gặp lại bọn chúng thì cháu chết mất cô chú làm ơn làm phúc Hãy cứu cháu với cháu đừng có làm gì thế mau đứng lên đi cháu xin cô chú giúp cháu với cháu đừng có làm cô chú khó xử thực ra cô chú còn rất nhiều việc cần phải giải quyết cô gái ạ à. cô chú không thể nào chờ đợi cháu được lúc này tôi mới chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người tối qua hình như việc quan trọng nhất của hai người là về việt nam tìm ai đó thay con gái lấy chồng mà đối với tôi việc quan trọng nhất là được trở về việt nam tôi không nghĩ được gì khác tất cả mọi thứ rối ren tôi bất chấp tất cả để lấy hết can đảm hỏi có phải cô chú cần người thay con gái cô chú lấy chồng không hai người nghe tôi hỏi đều kinh ngạc nhìn tôi chắc cả hai đều không hiểu lý do tại sao tôi lại biết chuyện này tôi nói tiếp Cháu xin lỗi vì đã vô tình, nghe được cuộc nói chuyện của cô chú hồi tối qua, cháu cũng không cố ý muốn nghe lén đâu, nhưng vì cô chú nói chuyện nên cháu tỉnh giấc. Hai người im lặng nhìn tôi một hồi rất lâu, tôi cứ tưởng hy vọng mình đã bị vụt tắt, bất chợt người đàn ông lên tiếng. "Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cô chú giúp cháu trở về Việt Nam, cô chú bảo cháu làm gì, cháu cũng đều chấp nhận cả." Nếu cháu thay con gái cô chú lấy chồng, là cháu phải xác định sau này sẽ không được liên lạc với gia đình mình một cách công khai. Sau khi về Việt Nam, phải dọn đến nhà cô chú sinh sống. Khát khao trở về Việt Nam quá lớn, nên tôi nghe xong, liền gật đầu đồng ý. Dạ được, thực ra mẹ cháu cũng đã mất. Bố cháu đã có mẹ kế và con riêng. Mẹ kế chính là người bán cháu sang bên này nên cháu rất hận bà ta. Người thân duy nhất của cháu bây giờ chỉ còn có bà ngoại và một người dì. Nhưng dì của cháu lấy chồng ở Bình Dương sau khi trở về cháu chỉ xin cô chú cho cháu đi thăm bà ngoại một lần thôi sau này mọi việc sẽ nghe theo cô chú sắp xếp được nếu vậy thì cô chú sẽ chờ đợi cho vết thương của cháu khỏi hẳn rồi chúng ta cùng trở về việt nam mong cháu giữ lời nói hôm nay của mình dạ vâng cô chú cứ yên tâm cháu trả ơn cô chú còn không hết tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu vậy thôi cháu cứ lên giường nghỉ ngơi đi để cô chú đi mua cho cháu cái gì đó ăn tạm, sức khỏe của cháu bây giờ mới là quan trọng nhất." Nói rồi hai người rời đi, tôi ngồi thẫn thờ trong dòng suy nghĩ của chính bản thân. Tôi không biết quyết định này là đúng hay sai, có quá vội vàng hay không. Nhưng trước mắt được quay trở về đã là một niềm hạnh phúc rất lớn. Vả lại, một cô gái đã từng bị vấy bẩn như tôi thì còn gì để mất đâu chứ. Để tiếc nối cuộc đời này có khi lấy được chồng đã là một may mắn Còn lấy ai thì cũng chả quan trọng nữa Tôi hít một hơi thật sâu Rồi đi về phía nhà vệ sinh Nhìn vào trong gương Tôi suýt chút nữa không nhận ra chính mình Cũng đã gần 2 tháng không soi gương Tôi không nghĩ mình lại gầy Và xuống sắc nhanh như thế Trái tim thơ dài đã cháy lên sự hận thù Khắc cốt ghi tâm Tôi tự nhủ sau này trở về dù có làm gì thì làm tôi sẽ không quên trả thù con mụ mẹ kế của tôi. Một tuần tiếp theo lại trôi qua, khi vết thương trên cơ thể tôi gần như đã khỏi hoàn toàn, thì tôi được cô chú đưa trở về Việt Nam. Vì tôi không có giấy tờ làm thủ tục nhập cảnh, nên hai người phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê một người đàn ông đưa tôi về Việt Nam bằng xe máy, thông qua đường rừng. Từ lúc ngồi lên xe người đàn ông ra khỏi khách sạn, khi chiếc xe vẫn còn lăn bánh trên mảnh đất Campuchia, cả người tôi vô cùng căng thẳng những ngón tay đang chặt vào nhau khống chế sự run rẩy những đoạn đường gập ghềnh lên xuống có những lúc trái tim tôi như văng ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi tôi sợ vô tình gặp lại đám người của bà xóm tôi sợ vô tình gặp cảnh sát đi tuần sẽ phát hiện ra tôi vượt rừng trái phép tôi sợ đủ thứ khiến suốt quãng đường đi tôi như ngồi trên đống lửa những đoạn đường dài dằng dặc từng phút giây trôi qua như ép tôi đến ngạt thở. Chỉ cho đến khi được đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, biết mình đã an toàn trên mảnh đất quê hương, tôi mới thả lỏng người ra, mới biết mình đã thực sự sống. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc lá cờ đỏ sao vàng phấp với tung bay, sống mũi tôi bất chợt cay xẻ, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Gần hai tháng xa quê hương mà cứ ngỡ đã trải qua cả kiếp người dài đằng đẵng, Thế mới biết hạnh phúc nhất trên đời này chính là được sống một đời tự do từ nay tôi đã được tự do nhưng còn cái tú và cái thơm bao giờ mới được trở về đây tú ơi thơm ơi hứa với tao chúng mày phải bình an nhé tao chờ ngày chúng mày được về việt nam chúng ta sẽ trùng phùng trên mảnh đất quê hương sau khi về đến việt nam cô chú đón tôi ở điểm hẹn người cô nhìn tôi mỉm cười bảo chúc mừng cháu đã trở về việt nam dạ vâng cháu cảm ơn cô tôi theo cô chú lên xe tôi không biết chính xác xe chạy bao nhiêu tiếng mới về đến nhà chỉ biết khi về đến nhà thì trời đã tối bước xuống xe cả người tôi ê ẩm bởi ngồi một tư thế quá lâu ngôi nhà của cô chú ấy là một ngôi nhà ba tầng rất đẹp đẽ và rộng rãi vào đến trong nhà người cô liền nói cũng muộn rồi bây giờ nấu cơm không biết bao giờ mới được ăn hai chú cháu đợi tí cô chạy ra ngoài mua cơm rang hoặc là phở ăn tạm à cháu muốn ăn cơm rang hay là phở dạ cháu ăn phở ăn xong người cô đưa tôi lên một căn phòng cô ấy nói đây là phòng của con gái cô ấy sau đó cô ấy lấy bộ đồ ngủ trong tủ con gái đưa cho tôi cháu đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đồ của con gái cô cháu mặc tạm nhé ngày mai cô mua đồ mới cho cháu sau Người cô rời khỏi phòng Tôi cầm lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm Tắm xong tôi leo lên giường ngồi Tôi mở hết cửa sổ ra để cảm nhận được Bầu không khí tự do Đêm đó tôi ngồi như vậy Với một đống suy nghĩ lẫn quẩn Chủ yếu là suy nghĩ cho cái tú Và cái thơm Đến gần sáng tôi mới ngủ tiếp đi Thành ra lúc tôi tỉnh giấc Mặt trời đã lên cao Tôi đánh răng rửa mặt xong Thì bước xuống dưới nhà Thấy một mâm đồ ăn thịnh soạn Cô chú vẫn ngồi đợi tôi Thấy tôi, người cô liền nói Cháu dậy rồi hả? Dậy rồi thì vào ăn sáng Cô chú vẫn đợi cháu cùng ăn đây Rồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn Một số việc cho cháu hiểu Dạ vâng Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với hai người Đợi tôi ăn sáng xong thì cô nói Chắc là cháu cũng không hiểu rõ Vì sao cô chú phải cần người thay con gái cô chú Lấy chồng đúng không? Bây giờ cô sẽ nói rõ vì sao lại có cuộc hôn nhân này và mục đích của nó là gì cho cháu hiểu, nha. Dạ vâng. Cô chú có một đứa con gái duy nhất. Con gái cô chú có hồn ước với cậu cả của gia tộc Ngô Gia. Hồn ước, thực ra là chú nhà cô với chủ tịch tập đoàn Ngô Gia đã hẹn ước từ trước. Ngày trước chú và chủ tịch tập đoàn Ngô Gia là hai người bạn khá thân thiết. Hồi đó hai người cùng đi khai thác vàng và buôn kim cương nên gặp nhau. Sau này mỗi người mỗi nghề Ngô gia ngày càng phát triển lớn mạnh Nên cô chú cũng qua ngại hơn Ít khi liên lạc hơn Trong một lần gặp mặt gần đây Là khoảng 6 tháng trước Điều cô chú không ngờ chính là Chủ tịch tập đoàn Ngô gia Đã nhắc đến hồn ước năm xưa Đúng lúc công ty nhà cô đang lao đao Gặp nhiều vấn đề khó khăn Nên đã tuần nước đẩy thuyền Muốn gả con gái cho cầu cả nhà họ Ngô Phần vì công ty gia đình phần vì nghĩ con gái mình được cả về đấy thì cả đời này không phải lo lắng điều gì cả hai nhà quyết định đợi sau khi cậu cả nhà họ ngô hoàn thành vài dự án bên nước ngoài trở về thì sẽ gặp mặt chẳng ngờ con gái cô biết chuyện nó đã bỏ đi ba tháng nay không rõ tung tích bây giờ mà hủy hôn ước thì cũng không được cháu đã đồng ý thay con gái cô lấy chồng thì đồng nghĩa với việc từ nay cháu với tư cách là đứa con gái duy nhất của vợ chồng cô chú sống với thân vận là Trần Ngọc Thanh Tâm. Con gái của mẹ Đặng Ngọc Mai, bố là Trần Minh Đức, sau này lấy chồng thì cháu chính là mợ cả của gia tộc Ngô Gia, là vợ của cậu cả Ngô Gia Thành. Mặc dù không biết rõ gia tộc Ngô Gia như thế nào, nhưng mới nghe qua tôi đã thấy choáng váng vì không nghĩ một người từng bị mang danh hai tiếng còn đỉ lại có ngày bước chân vào làm dâu nhà hào môn. Thấy tôi thẫn thờ, cô Mai hỏi lại cháu đã biết rõ thân phận của mình bây giờ là gì chưa dạ cháu biết rồi ạ à. vậy thì từ nay cháu cũng nên thay đổi dần cách xương hô gọi cô chú là bố mẹ cho quen dạ vâng tôi ngước mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt mong đợi của hai người nên nói thêm bố mẹ hai người nghe tôi gọi như vậy khuôn mặt tỏ ra vô cùng hài lòng mẹ nuôi hỏi tôi à đúng rồi bữa giờ bố mẹ quên không hỏi tên con là gì Dạ con tên là Diệp Là Hoàng An Diệp Ừ nhưng mà từ nay con phải luôn nhớ Mình tên là Trần Ngọc Thanh Tâm Biết chưa Dạ vâng Con từng học trường gì Dạ con học Học viện báo chí và tuyên truyền Con gái của mẹ học quản trị kinh doanh Nên từ nay con cũng phải nhớ Mình học ngành quản trị kinh doanh Dạ vâng sau đó mẹ nuôi nói thêm rất nhiều đại loại là kể với tôi thì gia đình nhà trai cũng an ủi tôi không cần lo lắng mọi việc có bố mẹ lo mẹ nói xong thì tôi xin mẹ cho tôi đến đồn công an để báo về đường dây buôn người bên kia nhưng mẹ nói chuyện đó con không cần phải lo chiều nay bố con sẽ đến báo công an dù sao thì bố con cũng có quen một vài người làm trong ngành công an bố con sẽ nhờ vả dễ hơn mẹ tin là mấy người bạn của con sẽ nhanh chóng được cứu tôi còn con, chiều nay con đi với mẹ đến một nơi. Mẹ con nói đúng đấy, con cứ yên tâm, việc này có bố lo. Nghe bố mẹ nói thế, tôi liền gật đầu. Dù sao ở đây tôi cũng là một người xa lạ, chẳng quen biết ai. Thần cô thế cô, bố nuôi tôi quen biết nhiều người, lời nói dù gì vẫn sẽ có giá trị hơn tôi. Chiều hôm đó, mẹ nuôi chở tôi vào vài shop thời trang lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc, mua cho tôi rất nhiều quần áo, váy vóc. Án chừng là hơn chục bộ. Trên đường về, bà bất ngờ dừng xe lại trước một bệnh viện tư. Bà nhìn tôi cười, đầy e ngại rồi nói. Mẹ biết, thời giờ chuyện trinh tiết đã chẳng còn quan trọng như trước. Nhưng mẹ nghĩ dù sao sắp tới con cũng được gã vào một gia đình hào môn. Mà thường những gia đình như vậy thì họ lại khá quan trọng chuyện này. Cho nên mẹ muốn con đi vá màn trinh. Con đừng hiểu nhầm ý mẹ có ý coi thường con hay gì. Mẹ làm như vậy chỉ muốn tốt cho cuộc sống sau này của con Không bị chồng coi thường thôi Việc vá màn trinh Lừa dối chồng mình chẳng khác nào lừa đảo Tôi cảm thấy ấy nấy vô cùng Nhưng dù sao từ ngày đồng ý gả cho người ta Tôi cũng không khác gì kẻ lừa đảo vả lại bây giờ tôi đâu còn lựa chọn nào khác Để đến mức này rồi đâu còn đường lui Tôi đồng ý làm theo lời mẹ nuôi Chấp nhận vá lại tấm màn trinh kia Tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày Cuối tuần hôm ấy Tôi định về thăm bà ngoại trước khi gã đi Nhưng sáng hôm sau Tôi lại nhận được tin gấp Hôm nay hai bên gia đình sẽ gặp mặt Nên việc thăm bà ngoại đã bị hoãn lại Từ sáng sớm Mẹ nuôi dẫn tôi tới tiệm trang điểm Thay váy vóc xuống xính Rồi di chuyển đến một nhà hàng sang trọng Khi đến nơi Tôi thấy một cặp vợ chồng đang ngồi chờ Nhìn hai người từ trên xuống dưới Đều toát ra vẻ cao sang quyền quý qua màn hình chào hỏi Mẹ nuôi khuyết nhà tay tôi khẽ nói Tâm Con còn nhớ bác Ngân và bác Cường không? Tôi hiểu ý Liền diễn vào tay mình Dạ con nhớ Mấy năm không gặp Hai bác vẫn trẻ như xưa ạ à? Người phụ nữ cười nhạt Người đàn ông thì vui vẻ nói Con bé Tâm bây giờ khá hồi bé quá Như càng lớn càng xinh và duyên dáng Dạ con cảm ơn bác đã quá khen sau đó bố tôi và người đàn ông kia nói chuyện rất rồn rã, đa số là hàng huyên những câu chuyện đã xưa. Dù chỉ mới nghe qua nhưng tôi cảm giác người đàn ông này rất trọng chữ tín. Bởi vậy nên có lẽ khi đã thành công rực rỡ rồi, vẫn không quên mối hôm ước này. Nói xong, người đàn ông quay sang nhìn vợ mình, hơi khó chịu bảo. Em gọi thằng Thành, nó đi tới đâu rồi? Người phụ nữ với vẻ không muốn gọi, nhưng bất đắc dĩ phải gọi. Cuộc gọi đối chuông một hồi, người phụ nữ bảo với chồng mình. Còn nó không nghe máy anh ạ. À. Bà dứt lời, một giọng nói truyền đến từ phía sau rất rõ ràng. con đến rồi đây. Theo phản xạ tôi xoay người nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người cao lớn, gương mặt rất đẹp trai, đẹp đến mức còn hơn cả mấy idol Hàn Quốc tôi từng mê điên đảo. Mẹ nuôi ngồi bên cạnh tôi bảo nhỏ. Tâm, đây chính là cầu Thành, là con trai cả của nhà bác Cường, chủ tịch tập đoàn Ngô Gia. Người đàn ông tên Thành tiến đến chào hỏi bố mẹ nuôi tôi, xong rồi quay sang nhìn tôi. Hàng lông mày bất chợt nhíu lại giống như kiểu gặp lại một người từng quen. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh ta lại trở về một vẻ bình thản khóe môi khẽ nở ra, một nụ cười như có như không. Tôi chẳng hiểu nụ cười đó của anh ta có ý gì người đàn ông lên tiếng với con trai mình thành đây là em tâm là con gái của chú minh bố từng nói với con rồi đấy con thấy không bố nói không có sai em tâm rất xinh gái cũng vừa tốt nghiệp quản trị kinh doanh thế này đã đủ làm vợ con chưa anh ta thản nhiên trả lời rất nhanh không cần một suy nghĩ thế nào cũng được lấy vợ chuyện trăm năm cả đời mà anh ta nói nhẹ như bông chỉ gói gọn trong bốn từ thế nào cũng được tôi thì không nói làm gì vì tôi không có quyền lựa chọn nhưng còn anh ta không hiểu sao lại dễ dàng để cho bố mẹ sắp đặt hôn nhân như thế chẳng lẽ anh ta không có bạn gái đang tận thời suy nghĩ thì anh ta nói tiếp tê bố mẹ và cô chú đây đã chọn được ngày chưa mẹ nuôi tôi liền đáp cô xem thì ngày mùng sáu tháng sau là đẹp ngày vậy thì lấy ngày đó đi số phận của tôi Tại giây phút này, sau câu nói ấy, một cuộc sống khác đã bắt đầu, một cuộc sống mang tin, lấy chồng hào môn. Mùng 6 tháng sau kết hôn, mà bây giờ đã là 26 cuối tháng. Vậy có nghĩa là tôi chỉ còn võng vẹn có 10 ngày để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đến ngày đó, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến mức ấy. Dùng bữa xong thì ai về nhà người nấy, nghe mẹ nuôi bảo, nhà chồng tương lai của tôi cũng ở Hà Nội, nhưng mà vì bố của Thành trước giờ thích sống ở một nơi yên tĩnh, nên ngôi nhà đang nằm ở vùng ngoại ô, rời xa trung tâm thành phố vùng hoa, sầm uất. Đêm hôm đó, rõ ràng là rất mệt, nhưng tôi nằm mãi, chẳng thể ngủ, trong đầu cứ lẫn quẩn về cái đám cưới bất tình lần ấy. Rồi cái chuyện của cái tố, cái thơm, đã mấy ngày trôi qua, sao vẫn chưa có kết quả hay tin tức. Cuối cùng tôi nghĩ về người đàn ông tên Thành, người mà chục ngày nữa sẽ chính thức trở thành chồng của tôi, Tôi cũng muốn biết chút ít thông tin về anh ta. Tôi liền bật dậy đi đến chỗ chiếc bàn máy tính bên cạnh cửa sổ. Vào Google để tìm kiếm cầu cả ngô gia thành của gia tộc. Ngô gia. Ngay lập tức, một loạt kết quả tìm kiếm hiện ra. Hình ảnh anh ta xuất hiện rất nhiều, nhưng thông tin cực kỳ hiếm hoi. Ngoài mấy thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, chiều cao, bằng tốt nghiệp trường đại học Harvard, hiện tại đang giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn ngô gia. Tôi không thấy có bài viết nào liên quan tới đời tư Kiểu như anh ta và bạn gái gì đó Mà những hình ảnh của anh ta Ngoài những hình ảnh bị chụp lén từ xa Thì hoàn toàn là hình trong lễ vinh danh thành tích xuất sắc nào đó Tự nhiên trong lòng tôi đặt ra câu hỏi Một người đẹp xuất chúng như anh ta Chẳng lẽ từ trước đến giờ không có mảnh tình bắt vai Sau đó tôi bỗng thấy mình thật quái đảng Sao lại quan tâm đến quá khứ của anh ta rồi tôi kéo xuống bên dưới, thấy một bài giới thiệu tổng quan về gia tộc Ngô gia và tập đoàn. Đại loại Ngô gia là một gia tộc lớn có tiếng ở miền Bắc. Người đứng đầu gia tộc chính là Ngô gia Cường. Cháu trưởng đích tôn là Ngô gia Thành, tập đoàn bắt đầu lập nghiệp từ nghề khai thác vàng. Công ty đầu tiên thành lập là công ty vàng bạc đá quý, còn ngày nay không chỉ vàng bạc đá quý, Ngô gia đã trở thành tập đoàn niêm yết trên thị trường. Tự chỉ kinh doanh duy nhất Một ngành đổi thành đa ngành Nhà đất, tài chính, thời trang, nội thất Đều có liên quan đến ngô gia Mới đọc đến đó thôi Đầu óc tôi bắt đầu chuyến choáng Tôi biết ngô gia rất giàu Nên bố mẹ nuôi tôi mới bất chấp Để được cầu cạnh nhà họ Nhưng không nghĩ là giàu đến mức này Và ngàn vàng lần tôi cũng chưa từng nghĩ Mình sẽ được gả vào một gia tộc có tiếng Lại còn làm mờ cả trong nhà tôi không biết đây có được xem là may mắn là diễm phúc của đời mình hay không thực ra là diễm phúc hay là họa thì cũng chưa biết nhiều khi cuộc sống mà bao người nhìn vào đều mơ ước lại là, là cái bóng tối của người trong cuộc mấy ngày tiếp theo trôi qua nhanh hơn cường gió mấy ngày này tư tưởng của tôi cũng thoáng hơn đằng nào thì mọi việc cũng chẳng thay đổi được nên không nghĩ ngợi nhiều nữa ăn no ngủ kỹ để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới Bố mẹ nuôi đối với tôi rất tốt, mua sắm cho tôi rất nhiều thứ, chỉnh chu từ đầu tóc, trang phục, giày dép. Cuộc hôn nhân này tuy tôi chỉ là người thay thế con gái mẹ đi lấy chồng, nhưng vẫn là rất đầy đủ, thậm chí hai người tỉ mỉ đến mức suýt chút nữa tôi đã quên mình là người thay thế. Trái ngược với bố mẹ nuôi, anh chồng sắp cưới của tôi lại rất hưởng hờ. Đến nhẫn cưới, anh ta cũng để tôi tự chọn mẫu. Gửi đo sai tay, để anh ta đặt Chúng tôi gặp nhau duy nhất 20 phút trong buổi chụp hình cưới. Tôi đoán nếu như hôm ấy không bắt buộc có mặt anh ta để chụp hình cưới thì chắc là anh ta cũng chẳng về. Chụp xong vừa vặn được 10 bức hình thì anh ta vội vã rời đi luôn. Anh cưới để cổng hai bên gia đình cũng do một mình tôi lựa chọn. Sự lạnh lùng của chú rể khiến hôm ấy cả ekip cũng phải xót thương cho tôi. Nghĩ kể ra cũng tuổi thân, dù sao cả đời cũng chỉ kết hôn có một lần, nhưng mà suy cho cùng chỉ là một người gã thay chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc tôi mong cậu gì về cuộc hôn nhân này sẽ có được hạnh phúc bắt đầu đã là một bi kịch bố mẹ nuôi tôi biết chuyện về buổi chụp ảnh cưới của chúng tôi đã động viên tôi thông cảm cho chồng vì anh rất bận rộn dù sao cũng điều hành một tập đoàn lớn nên thời gian không thể dư giả như một người bình thường ừ thì tôi cũng cố gắng nghĩ vậy để dối lòng mình để tự vỗ về những tuổi thân trong lòng Trước ngày tổ chức hôn lễ ba hôm Thì tôi được bố mẹ nuôi cho về thăm bà ngoại Chẳng biết là bố mẹ nuôi Có sợ tôi bỏ trốn hay không Mà dù bận trăm công ngàn việc Thì bố cũng đích tân Lái xe đưa tôi về Đoạn đường từ Vĩnh Phúc về Hà Nam Dài khoảng 113 km Một giây phút trôi qua Thật lâu Khi xe đi qua trung tâm Hà Nội đến Hà Đông Nhà tôi nằm ngay phía đường Xe chạy Tôi nhìn chầm chầm vào ngôi nhà mình từng sinh ra và lớn lên Bà mẹ kế đang nhàn nhã tưới cây ngoài vườn Trái tim hận thù của tôi một lần nữa dấy lên Nếu không cố gắng kiếm nén Thì tôi chỉ muốn la xuống bóp chết bà ta Hỏi bà ta tại sao lại khốn nạn với tôi như thế Nhưng lúc này không phải lúc để tôi có thể làm điều đó Xe về đến Hà Nam Sau hơn 2 giờ đồng hồ chạy Nhà ngoài ở trong con ngõ nhỏ Nên bố mẹ nuôi dừng xe ngoài đường chính để tôi tự đi bộ vào trong. Cứ nghĩ đến cảnh sắp được gặp ngoại, được xà vào lòng ngoại, hít hà hương thơm quen thuộc của ngoại sau mấy tháng trời xa cách, lòng tôi tràn ngập sự sung sướng, phấn khởi. Thế nhưng, niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói. "Ơ, à, con bé dịp hôm nay mới về tuần đầu bà ngoại sao? Sau hôm đám tang bà ngoại, bác không thấy mày đâu cả." Vừa nghe đến đây, Toàn thân tôi bỗng như có một luồng điện Chạy xoẹt qua Tài tôi như ù cả đi Còn tưởng mình nghe nhầm Tôi vội vã hỏi Bác Năm Bác vừa nói sao Ngoại của cháu Nói đến đó Cổ hồng tôi đã ngàn đắng lại Chẳng thể nào nói nên lời nữa Bác Năm nhìn tôi khẽ đáp Ờ cái con bé này Đừng có nói với bác là cháu Không biết bà ngoại cháu đã qua đời nhé Ngoại của cháu không đợi bác Nam nói hết câu Tôi như điên như dại Lao về hướng căn nhà của ngoại Vừa chạy tôi vừa khóc Cổ hồng ngàn đắng Khắp người như bị chém Đau đớn vô cùng Làm ơn Làm ơn ai hãy nói cho tôi biết Đây đang là giấc mơ không có thực đi Thế nhưng khi tôi đứng giữa căn nhà cấp 4 Di ảnh của ngoại được đặt ngay ngắn Trên chiếc bàn ở chính giữa ngôi nhà Vậy là không có một giấc mơ nào cả Đây chính là một sự thật tàn khốc Toàn thân tôi như sắp gục ngã, tôi quỳ gối xuống, lết vào trong nhà bằng chính hai đầu gối của mình, cổ họng khàn khàn hai tiếng. Ngoại ơi! Tôi quỳ rạp chân dưới bàn thờ, hai hàng nước mắt bắt đầu xối xả tuôn trạo. Nhìn chiếc di ảnh của ngoại, nhìn ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt của ngoại, tôi đau đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi. Hóa ra đây mới thực sự là tận cùng của nỗi đau đớn Hóa ra những nỗi đau mà tôi từng trải qua chẳng thấm thiết gì so với nỗi đau mất ngoại. Lúc mẹ mất, tôi vẫn là một cô bé. Tôi chưa thể thấm thiết được hết nỗi đau đớn như lúc này, khi ấy tôi chỉ biết buồn bã, biết nhớ mẹ, nhưng giờ đây tôi cảm giác như trên đời này sẽ không có gì khiến tôi đau khổ hơn lúc này. Ngoại ơi, ngoại ơi. Tôi gọi hai tiếng ngoại ơi rất nhiều, gọi đến khản cả cổ, nhưng đáp lại chính là sự im liềm đến lành lẽo. Mất ngoại, tôi như mất đi cả thế giới. Ngoại ơi, tại sao ngoại lại bỏ con đi, để lại con một mình? Ngoại hứa ngoại sẽ sống thật lâu, sống đến trăm tuổi, để chờ con có chồng sinh con cho ngoại bế. Từng ký ức như thức phim chiếu chậm, như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến đó không ngừng chảy máu. Cả người tôi như muốn đổ sụp xuống, mắt tôi nhòa đi, từng giọt nước mắt mặn đắng trượt dài xuống hai má thấm vào môi tựa như một chất axit khiến cổ họng tôi bọng rác sao ngoài lại mất trước ngày tôi bị bắt cóc tôi về thăm ngoại tôi thấy ngoài vẫn khỏe tôi như không thể chấp nhận được sự thật ngoài đã mất nên tự lừa dối chính mình không phải tất cả không phải là sự thật ngoài vẫn còn sống tôi khóc đến mức gần như không thể kiểm soát được bản thân cho tới khi giọng của dì lan vang lên dịp phải dịp không tôi đưa mắt quay sang nhìn dì lan thấy trên đầu dì có đội chiếc khăn tang màu trắng nghẹn ngào mãi tôi mới nói dì ơi dì ngoại dì đi đến bên cạnh tôi hai hàng nước mắt lại chả tu rơi đau buồn nói ngoại mất rồi con ngoại mất một mình trong căn nhà này không biết chính xác mất giờ nào khi nào. Đến sáng người ta phát hiện thì cả người ngoài đã cứng đờ. Mọi người bảo khả năng ngoài con bị cảm đột ngột nên mất lúc nửa đêm. Nói đến đây thì dì Lan khóc nức nở lên. Giọng lạc đi. Cả đời ngoại con vất vả nuôi dì và mẹ ăn học. Vậy mà hai đứa con gái chẳng báo hiếu được cho mẹ. Giờ chết cũng không biết ai. Cô quạnh trong căn nhà này. Mấy tháng trước, dì muốn đón ngoại con vào trong bình dương sống cùng với dì nhưng ngoại từ chối ngoại bảo ở đây thỉnh thoảng con còn có chỗ về tâm năm vào trong đó con ngoại này có một mình lại buồn ngoại thương con lắm dịp ơi nghe dì nói mà trái tim tôi như ngừng đập lồng ngực quặn lên đau đớn không thể nào diễn tả hết bằng lời ngoại thương tôi lo nghĩ cho tôi vậy mà ngày ngoại ra đi tôi lại chẳng thể ở bên cạnh ngoại Dì Lan lại nói tiếp Mà tại sao hôm ngoài mất Dì liên lạc với con không được Dịp sao giờ con mới về Nhắc đến đây tôi lại hận bà mẹ kế đến cùng cực Nhưng tôi không thể kể cho dì Lan biết Ngọn ngành câu chuyện Cuối cùng tôi đành nói dối Dạ cháu lên vùng cao để lấy tin tức Nên bị mất sóng dì ạ à? Trên đó mạng kém lắm Mà cháu cũng mới thay số điện thoại khác Để cháu gửi dì số mới của cháu Ừ mới ra trường còn đi thực tập nhiều nơi, bà ngoại trên đời nhìn thấy cháu ổn định, có công việc, đàng hoàng là bà mừng lắm. Bà luôn tự hào với mọi người có cô cháu gái tương lai làm nhà báo. Càng nói tôi càng cảm thấy đau, đau đến tê liệt, đau đến mức tưởng chừng như không thể sống nổi. Ngày mà tôi chọn học ngành báo chí một phần cũng là vì ngoại, ngoại thích đọc báo lắm, ngoại thích một cô nhà báo nổi tiếng tên là Hồng Hoa. Ngoại còn có ước mơ Sau này dịp của ngoại cũng giống như cô nhà báo ấy Ngày biết tin tôi đậu vào trường đại học Lại còn được á khoa Ngoại vui mừng đến nỗi cả đêm ấy Chẳng thể ngủ nổi Sáng sớm hôm sau Thức dậy liền đi qua với bà con hàng xóm Cái dịp nó đổ trường học viện báo chí và tuyên truyền Còn bé còn là á khoa luôn đấy Vậy mà giờ đây Ước mơ của tôi Niềm tự hào của ngoại phải tạm khép lại không biết trên trời cao ngoại có giận tôi hay không tôi khóc thầm trong lòng ngoại ơi con xin lỗi ngoại tôi không thể gào lên thành tiếng được nữa cổ hồng như bị ai xé toạc chỉ lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi sau cùng tôi hít một hơi thật sâu chuyển chủ đề khác thế chú và các em ở trong kia sao rồi gì hôm qua vì làm lễ cúng đầu tuần cho ngoại xong thì chú và các em đi lúc sáng sớm nay rồi các em còn phải vào trong đó đi học Chú thì không xin nghỉ ở công ty được lâu Dì buôn bán tự do Nên dễ hơn Dì tính sẽ ở đây cúng ngoại con Tới 49 ngày của ngoại xong Dì sẽ xin rút chân nhang Mang vào Bình Dương Lập bàn thờ ở trong đó Dạ vâng Như vậy cũng được gì à Mà dì hôn ngoại mất Bố con có biết không Có Dì nghĩ dù sao nghĩa tử là nghĩa tận nên dì cũng gọi điện thông báo cho bố con một câu nhưng mà nói đến đây dì thở dài không nói nữa tôi liền hỏi nhưng mà sao hả dì hay là bố con còn không đến thắp nhang cho ngoại dì khẽ gật đầu sợi dây tình cảm mỏng manh liên kết giữa tôi và bố cũng đứt đoạn từ giây phút ấy từ ngày mẹ mất tình cảm bố con xa cách này lại càng xa xa đến mức tưởng chừng không thể nào cứu vãn được nữa bố và mẹ tôi kết hôn dù sao bố cũng từng gọi ngoài một tiếng là mẹ vậy mà giờ ngoài nhắm mắt xuôi tay chẳng còn gì nơi hồng trần này mà bố tôi cũng chẳng thắp nổi cho ngoài một nén nhang thua cả một người lạ việc này tôi không sao chấp nhận nổi à thì cũng đúng tôi từ ngày bố lấy bà ta thì bố chẳng còn là bố chẳng còn biết đến ai chẳng còn biết tình nghĩa như trước thậm chí chẳng còn biết mình còn có một đứa con gái như tôi trong mắt bố bây giờ Chỉ có bà ta và đứa con chung của hai người Những ngày tôi mất tích Chắc bố cũng chẳng quan tâm Nói thêm với dì Lan một lúc nữa Thì tôi bảo dì dẫn tôi ra mộ của ngoại Vừa nhìn thấy nấm mộ lành lẽo Tôi lại không thể nào kìm nén Ngồi gục xuống bên nấm mộ gào khóc Tôi đưa tay báu lên lớp đất Tôi và ngoại chỉ cách nhau một lớp đất này thôi Nhưng khoảng cách xa đến mức chẳng thể nào gặp lại nhau được nữa nếu có, đành phải hẹn sang một kiếp khác. Tôi không biết mình đã ngồi đó khóc bao lâu, khóc đến khi cổ hồng tôi khẳng đặc, khóc đến khi không còn hơi sức để khóc nữa, thì dì Lan đỡ tôi đứng dậy rồi ra về. Về đến nhà tôi đi tắm rửa, còn dì Lan thì đi nấu cơm, mãi chìm đắm trong đau thương mà tôi đã quên mất bố nuôi đang đợi tôi. Cho đến chiều điện thoại tôi đổ chuông là cuộc gọi của bố nuôi thì tôi mới nhớ ra. Dòng bố nuôi truyền đến nhẹ nhàng. Mình về được chưa con gái? Cũng đã bốn rưỡi rồi. Giờ về đến nhà cũng phải sáu rưỡi bảy giờ tối. Bố biết con lâu ngày không gặp ngoại. Nên con còn rất muốn ở lâu với ngoại. Nhưng mà con cũng biết đấy. Ở nhà con rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Lần sau có dịp về chơi lâu hơn con nhé. Sống mũi tôi cay cay. Dòng tôi ngẹn lại. Ngoại của con? Mới mất rồi bố ơi đầu dây bên kia im lặng một lúc dường như cũng rất kinh ngạc một lát sau mới lên tiếng chia buồn cùng với gia đình và con bố có thể vào thắp cho ngoài con nén nhang được không thực ra nếu không có gì lan thì tôi sẽ đồng ý nhưng mà giờ nếu bố nuôi tôi xuất hiện tôi không biết giới thiệu về bố với gì như thế nào bây giờ chưa phải lúc để tôi nói hết tất cả mọi chuyện sau này có dịp thích hợp tôi sẽ kể tường tận cho gì sau tôi đáp dạ hiện tại còn có gì con ở nhà con tôi mới nói đến đó tôi thì bố tôi liền hiểu bố bảo với tôi à rồi vậy để khi khác bố tới cũng được con ạ à. bố ơi bà của con mới mất con cũng biết nhà mình có nhiều việc nhưng bố có thể cho con ngủ lại một đêm ở đây được không đằng nào khi về đến nhà trời cũng tối mình cũng không làm được gì việc này nhưng mà con xin bố đấy Bà là người quan trọng nhất đối với con Cú sốc này con vẫn chưa thể nào bình tĩnh nổi Bố nuôi tôi im lặng một lát Rồi thở dài đáp Vậy được rồi Bố sẽ tìm cái nhà nghỉ để ngủ tạm qua đêm nay Đến mai thì bố con mình phải về sớm Dạ vâng Chắc bố nuôi cũng nói chuyện với mẹ nuôi Nên tối đó mẹ nhắn tin cho tôi rất nhiều Mẹ chia buồn với gia đình tôi Nhưng chuyện tôi ở lại đây qua một đêm Mẹ không hài lòng cho lắm Vì nhà đang rất nhiều việc như tôi mặc kệ tôi cũng chỉ đọc tin nhắn rồi để đó hai dì cháu nằm tâm sự những câu chuyện ngày xưa những ký ức về ngoại không ai bảo ai đều rơi nước mắt ướt đẫm cả hai bên gối tới một giờ đêm thì dì thiếp vào giấc ngủ trước còn tôi lưỡng tưởng ngồi dậy đi về phía bàn thờ ngoại ánh nến chiếu sáng khuôn mặt hiền từ của ngoại tôi cứ nhìn ảnh rồi khóc bờ vai ruông lên vừa khóc vừa bặm chặt môi để tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Vậy là ngoại và mẹ đã đoàn tụ với nhau, bỏ lại một mình tôi bơ vơ trên cõi đời. Sáng sớm hôm sau, tôi nói dối dì Lan rằng tôi có công việc gấp cần phải đi, không thể ở lại được nữa. Dì biết tôi mới ra trường, nghĩ là cần đi thực tập nhiều nên hoàn toàn ủng hộ tôi. Tạm biệt dì xong, tôi đi bộ ra phía đầu làng, leo lên chiếc xe của bố nuôi, trở về Vĩnh Phúc. Đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều tới vấn đề Ngoại mất còn chưa được 49 ngày mà tôi đã đi lấy chồng Tôi thấy lòng mình bức sức khó chịu và có lỗi lắm Lúc về đến nhà tôi thử bảo với mẹ nuôi Mẹ ơi, ngoại của con mất còn chưa được 49 ngày Như vậy là con đang còn tan của ngoại Hay là mình dời lịch đám cưới xa thêm một chút được không? Tôi biết câu hỏi này rất ngu ngốc Làm gì có chuyện dời lịch cưới cờ chứ Quả nhiên, mẹ nuôi tôi nghe xong dường như có chút mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Làm sao mà dời ngày được hả dịp? Đám cưới là chuyện lớn của hai nhà mà con nói dễ như mua mớ rau ngoài chợ thế. Cũng phải đường cùng, bố mẹ mới nhờ đến con. Con cũng đã đồng ý thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ." Chưa kể, ngay từ đầu bố mẹ không hề ép con gì cả, là con tự nguyện. Con bây giờ đang sống với thân phận là con gái của bố mẹ nên hãy xem như mình không có than gì cả đi mẹ biết mất ngoại con con cũng đang rất buồn nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau lớn nhất trên đời này nhưng mà con nghĩ thử xem nếu ngoại con nhìn thấy con được gả vào một gia đình giàu sang cả đời không phải lo nghĩ thì ngoại có mừng cho con không chứ nếu mẹ là ngoại của con mẹ chắc chắn sẽ rất mừng chứ không trách gì con đâu chẳng qua là con gái mẹ nó có phước mà không biết hưởng chứ nếu nói được như con thì mẹ đã không đau đầu con cũng chẳng đến lượt trong cuộc hôn nhân này đâu." Từng câu từng chữ nói ra rất rõ ràng mạch lạc, trong giây lát cả người tôi như lặng đi. Thực ra nếu như tôi chạy trốn, không kết hôn cũng được thôi, nhưng tôi không thể làm như vậy, bởi nếu ở đời nợ tiền còn dễ trả, chứ nợ ân tình thì chính là món nợ khó trả nhất. Tôi được trở về Việt Nam, sống một cuộc sống tự do, tất cả cũng nhờ vào hai người, nếu bây giờ tôi trốn chạy chắc cả đời này tôi sẽ sống trong giày vò và dây dứt lương tâm cho nên tôi cũng không nói gì nhiều tôi chỉ nhàn nhạt đáp dạ vâng con biết rồi chắc mẹ nuôi giờ mới phát hiện ra mình hơi kích động sau đó giọng hạ xuống vài phần thôi con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi đi đường xa về chắc đang rất mệt mỏi dạ vâng khi tôi vừa bước lên cầu thang tầng hai giọng bố nuôi tôi vòng ra vừa nãy em hơi lớn tiếng với con bé đấy dù sao con bé cũng mới mất bà nên còn rất buồn vâng em biết nhưng thực sự em rất sợ con bé hủy kèo ở phút chót nên hơi kích động nếu bây giờ con bé hủy kèo vợ chồng mình còn nước chết sau đó tôi không nghe thấy âm thanh nào phát ra nữa mấy ngày sau đám cưới vẫn diễn ra như hai bên đã bàn đêm hôm trước khi đám cưới diễn ra mẹ dục tôi ngủ sớm để ngày mai trang điểm cho xinh nhưng mà cả đêm đó tôi chẳng chợp mắt nổi Cả đêm ngồi ôm chân bó gối bên cửa sổ Nhìn về bầu trời xa xăm Tôi nhớ mẹ, nhớ ngoại Nhớ cả cái tú và cái thơm Ngày mai là ngày trọng đại Là ngày hạnh phúc nhất của người con gái Nhưng trong lòng tôi chất chứa cả bầu trời bi thương Không làm sao vui nổi 4 giờ 30 phút sáng Chị mấy cướp đến trang điểm Làm tóc cho tôi Chị này nghe mẹ nuôi tôi bảo là một chị nổi tiếng trên mạng, mấy cướp đẹp nên mẹ tôi bút cho tôi với giá là 60 triệu. Tôi không nghĩ riêng quản trang điểm ngày cưới, mẹ tôi lại mạnh tay, chi nhiều tiền như thế. Sau khi mấy cướp xong, mặc váy cô dâu vào, ai cũng khen tôi xinh. Đặc biệt chị mấy cướp, liên miệng trầm trồ bảo. Chị làm cho biết bao nhiêu cô dâu, nhưng hình như em là cô dâu xinh nhất đó. Em xinh thật sự luôn ấy, mặt em có nét sẵn rồi, nên mấy cướp tông nào cũng xin. Tôi cười gượng gạo đáp. Chị lại quá khen em rồi. Chị nói thật đấy. À hay là cho chị xin kiểu ảnh nhé. Mẹ nuôi tôi nghe như vậy liền từ chối thay tôi. Chắc có lẽ mẹ sợ. Đăng lên mạng xã hội sẽ không hay. Thậm chí nhỡ người quen của tôi bắt gặp sẽ nhận ra tôi. Tôi cũng từng thắc mắc với mẹ khi tôi gả vào ngô gia. Họ là gia tộc lớn. Những hình ảnh của tôi biết đâu một ngày sẽ lên trang báo nào đó, rồi có người nhận ra tôi thì sao? Mẹ nói Ngô Gia sẽ quản lý được việc đó. Khi họ chưa cho phép thì tuyệt đối không thể để lộ thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình ra bên ngoài, trừ phi họ cho phép. Bằng chứng là mợ hai của Ngô Gia, tức là vợ của cậu hai, hai người đã kết hôn 4 năm nay, nhưng thiên hạ chưa biết mợ hai như thế nào. Mẹ nói vậy tôi cũng phần nào yên tâm. Tám giờ sáng thì nhà trai đến, rước tôi bằng một dàn siêu xe đổ dài dọc con phố, nhìn không thấy điểm cuối. Người nào người nấy đều toát lên vẻ sang trọng vô cùng. Sau khi làm lễ gia tiên, mẹ nuôi trao của hồi môn cho tôi xong, thì hai bên gia đình di chuyển về nhà trai, rồi đến một khách sạn năm sao bậc nhất Hà Nội tổ chức lễ cưới. Trên đường đi, cả tôi và Thành đều không nói một câu. Anh hôm nay mặc bộ vest màu đen tóc để máy 37 gương mặt anh tuấn bờ môi kiêu hãnh lạnh lùng ngầm lộ ra khí chất mạnh mẽ dù chanh ngồi cạnh tôi nhưng tư thế cao sang như cách biệt tôi cả ngàn dặm dù là một cuộc hôn nhân sắp đặt như theo lời quan khách hôn lễ của chúng tôi thuộc trong những đám cưới xa hoa bậc nhất việt nam quan khách toàn là những người có tiếng trong giới thượng lưu và cả giới chính trị nữa sau khi làm mọi thủ tục hôn lễ tôi và thành cùng với bố mẹ hai bên chúc rượu bố chồng tôi vẻ mặt rạng rỡ giới thiệu tôi với tất cả mọi người còn mẹ chồng thì nở nụ cười gượng gạo tôi cảm giác hình như bà không thích cuộc hôn nhân này lắm có vị khách còn hỏi bố chồng tôi tại sao đùng một cái lại cưới gấp cho cậu cả chắc họ nghĩ tôi cưới chạy bầu cũng may bố chồng tôi nhanh trí nói tôi và thành quen biết và tìm hiểu nhau đã lâu hôm lễ hai bên gia đình cũng đã chuẩn bị lâu nay Mọi người nghe xong đều ồ lên À thì ra là như vậy Người nào người nấy đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ Có lẽ họ đang nghĩ tôi là cô bé lò lem May mắn trong cổ tích Tiếp rượu gần hết quan khách Thì bà ngoại chồng tôi Bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút Bố chồng tôi nghe bà ngoại nói như vậy Cũng dục tôi ngồi xuống Nghỉ ngơi ăn uống Ngoại của chồng tôi Có khuôn mặt phúc hậu nhìn bà tôi lại nhớ tới bà ngoại của tôi nước mắt không tự chủ được lại ứa ra tôi vội vã đưa tay lau đi giọt nước mắt thì bất ngờ một chiếc khăn giơ ra trước mặt tôi là thành đưa cho tôi tôi không nghĩ nhanh như vậy anh đã phát hiện ra tôi không tôi nhận lấy chiếc khăn rồi nói nhỏ hai từ cảm ơn thành không trả lời lại nữa đợi tôi lau nước mắt xong thì anh bảo đi theo tôi thành dẫn tôi tới một bàn tiệc không có người anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống Chắc là để tôi thoải mái ăn uống Ngồi một lát thì anh có điện thoại Không nói không rằng Vội vã rời đi Trong lúc tôi còn đang tần ngần người Một giọng nói của một người phụ nữ Treo chọc mang đầy ý cười Vang lên Chị dâu tôi cá chị và anh trai tôi sẽ ly hôn Trong vòng một năm Ai khi kết hôn Chẳng mong có một cuộc hôn nhân viên mãn Vậy mà vào ngày cưới của tôi cô em chồng đã dồi thẳng gáo nước lạnh lên đầu tôi cũng may cô ta là em chồng tôi bằng không tôi sẽ phải dạy cho cô ta một bài học về sự vô duyên tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại em nói như vậy là có ý gì người anh thành yêu không phải chị người anh ấy yêu là kỳ duyên tôi nghe nói đến đây tự dưng trong lòng bỗng có cảm giác gì đó rất khó tả ban đầu tôi tưởng anh ta chưa có người trong lòng nên mới gật đầu kết hôn Vậy mà giờ khi biết anh ta đã có người yêu Trong đầu tôi đặt ra vô số câu hỏi Tại sao anh ta đã có người yêu Lại còn kết hôn với tôi chứ Rốt cuộc Cuộc hôn nhân này đối với anh ta có ý nghĩa Mục đích gì Thấy tôi tẩn ngẩn người Khóe môi em chồng tôi khẽ nở ra Một nụ cười nhợt nhạt Nó nói tiếp Chị không tin sao Không tin thì đi ra đây tôi cho chị xem cái này Nói xong chẳng cần tôi đồng ý hay không Nó cầm tay tôi kéo đi về phía cửa sau của khách sạn. Tôi vốn định dụ tay nó ra khỏi tay mình, nhưng lại bỗng tò mò xem rốt cuộc nó cho tôi thấy cảnh gì. Tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy Thành cũng đi về hướng đó. Thế rồi ngay sau đó, đập vào mắt tôi là hình ảnh Thành đang ôm một cô gái dưới gốc cây bằng lăng. Bầu trời nắng rực rỡ, hoa bằng lăng nở tím cả một vùng trời. Hoa thật đẹp, bọn họ cũng thật đẹp đôi. Đám cưới còn chưa kết thúc, ngay trong tiệc cưới, chú rể đã bỏ lại cô dâu, một mình đi ôm một người con gái khác. Tôi có được coi là cô dâu số nhỏ nhất hay không? Thực ra tôi không hề bận tâm đến chuyện thành yêu ai, bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai người lớn. Chưa kể tôi cũng từng là cô dâu tây thế. Có điều bọn họ ôm nhau ngay trong ngày cưới của mình, cảnh này nếu để ai nhìn thấy, mặt mũi tôi quẳng đi đâu cũng không biết nhục chưa cần nói đến người xa lạ ngay lúc này tôi chẳng có tí giá trị nào trong mắt chính của em chồng này chồng như thế sau này liệu ai coi chồng tôi trong ngôi nhà ấy cái hằng em chồng tôi lại lên tiếng tôi chẳng hiểu chị làm cách nào để anh tôi đồng ý lấy chị đấy nhưng mà trong mắt tôi chỉ có kỳ duyên mới đủ tư cách để làm chị dâu của tôi tôi hít một hơi thật sâu cố không bận tâm đến lời cái hằng nói Ánh mắt tôi không tự chủ được Dán chặt vào người con gái mà Thành đang ôm Sự thật là cô ta cũng rất xinh đẹp Thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tao Phong cách ăn mặc, đúng kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng Tôi bỗng cảm thấy hình như mình đang giống với Một người phụ nữ trong các bộ phim ngôn tình Là cái hàng tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người khác Nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt này Biết đâu Thành và cô gái kia mới là một đôi Đúng kiểu một cặp đôi trời sinh Sinh ra để dành cho nhau Sẽ sống một đời hạnh phúc bên nhau Khi tôi định xoay người bước đi Thì cái hằng lại nói tiếp Dường như nó đang rất bất mãn Về cuộc hôn nhân của chúng tôi Nên nó không ngừng buông lời cay đắng Tôi hỏi thật chị đấy Chị có thấy cuộc hôn nhân của chị giống như trò hề không? Nếu chị không thấy Thì để tôi nói cho chị biết Trong nhà tôi, ngoại trừ bố tôi ra Thì ai cũng cảm thấy như một trò hề đấy tôi tưởng mình cứ nhịn là mọi chuyện sẽ xong nhưng hình như càng nhịn thì cô em chồng này lại càng không biết điểm dừng tôi nói thẳng chị không biết hôn nhân của chị có phải trọ hề hay không nhưng hiện tại chị đã kết hôn với anh trai em tức là chị đã làm chị dâu của em vài vé đã hơn em một bậc chị tưởng những cô gái xuất thân trong gia đình quyền thế thì sẽ hiểu rõ lễ nghĩa lắm chứ em xem đi cách xưng hô của em với chị như vậy mà coi được sao nếu như em cứ tiếp tục xưng hô như vậy thì chính em mới là người tạo trò hề cho cái gia đình này đấy. Cái hằng bị tôi nói đến mức độ nổ đom đóng mắt mà không nói được gì. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm mà bước đi vào bên trong hôn lễ. Mẹ nuôi thấy tôi liền hỏi. Con vừa đi đâu thế? Cả thằng Thành nữa. Ngày cưới của hai đứa mà cô dâu chú rể cùng lúc vắng mặt như thế. Tôi không muốn nói cho mẹ chuyện chú rể của tôi đã bỏ lại tôi để đi ôm gái. Nói ra cũng chẳng giải quyết được gì cả ngược lại còn rất mất mặt nên tôi nói dối dạ cô đi vệ sinh còn thành con không biết anh ta đi đâu mẹ nuôi vừa định nói gì đó thì thành bất ngờ đi tới nhàn nhạt hỏi mẹ quan khách đang chờ vợ chồng con đấy dạ vâng hôn lễ tổ chức đến chiều mới xong đủ các tiết mục ai ai cũng đều rất vui vẻ nói cười chắc chỉ có cô dâu chú rể hai nhân vật chính là kiềm nụ cười nhất tiệc xong bố mẹ nuôi dặn tôi đủ điều mới ra về sau đó tôi cũng được đưa về nhà chồng hồi sáng lúc đến thắp hương gia tiên tôi không để ý kỹ lắm bây giờ khi quan sát kỹ hơn tôi bị choáng ngợp bởi đồ xa hoa và giàu có nhà chồng tôi không còn gọi đơn giản là biệt thự nữa mà chính xác hơn là một biệt phủ nguy nga tráng lệ được thiết kế theo phong cách châu âu với mái lệch tháp nhọn. Khuôn viên của biệt phủ giống như một thành phố thu nhỏ, bao gồm cả khu nghỉ dưỡng sinh tái với đường xe điện, sân thể thao, bể bơi. Từ chiếc cổng chính đi vào tới chinh tự là một quãng đường khá xa. Hoa thơm cày trái sai triểu khiến tôi cảm giác như mình đang đi vào một thế giới chỉ có trong giấc mơ. Khi chiếc xe dừng lại ở sân, một cô gái tầm tuổi tôi chạy tới mở cửa, kính cẩn cúi đầu báo cáo. Thưa cậu thưa mợ Phòng tân hôn đã chuẩn bị xong Ông bảo cậu đưa mợ về phòng nghỉ ngơi Thành lạnh nhạt đáp Mày dẫn mợ về phòng trước đi Dạ vâng thưa cậu Cô gái kia Vừa nâng chiếc váy cô dâu cồng kềnh trên người đỡ tôi Xong cô ấy bảo Ngày nay bận rộn cho lễ cưới Chắc giờ mợ cũng mệt lắm đúng không Dạ, cũng hơi mệt một chút Chúc mợ đừng có gọi em như vậy Quản gia nghe được mắng em chết Em tự giới thiệu em là Giang Em giúp việc cho nhà ông bà được 5 năm rồi Tôi ngạc nhiên hỏi Năm nay em bao nhiêu tuổi Mà đã làm giúp việc được 5 năm Dạ năm nay em tròn 20 tuổi thưa mợ Nhà em nghèo lắm Mẹ em sinh em Chưa đầy một tháng thì bố mất Nên học xong cấp 2 Em phải nghỉ học để đi giúp việc Kiếm tiền phụ mẹ Nuôi ba đứa em nhỏ mờ à mới nghe qua hoàn cảnh thôi tôi thấy con bé còn khổ hơn mình ít ra tôi vẫn được bà ngoại bao bọc được học hết đại học như tôi thắc mắc hồi em đi giúp việc còn nhỏ vậy mà bố mẹ chồng mợ cũng nhận em sao dạ hồi đó do cô em cũng làm trong này nữa nên xin cho em làm chung em tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ làm mấy thứ như quét nhà tưới cây phơi đồ mà em nghĩ chắc là do ông bà thấy hoàn cảnh của em đáng thương nên nhận vào thôi Cô em nghĩ việc hai năm nay Cô về quê trong cháu ngoại Nhiều lần em cũng muốn tìm công việc khác Cho mới mẻ Nhưng lại nghĩ mình không có bằng cấp Tìm đâu ra công việc lương cao chứ Ừ, mở hiểu rồi Xong cái giang là giới thiệu Phòng của mở tầng 2 Trong khu nhà chính cùng với ông bà Còn phòng của cậu mở hai Mới chuyển sang khu nhỏ hơn ở phía sau nhà Phòng của vợ chồng cô Hằng thì khu nhà nhỏ bên tay trái, nhưng mọi người dùng bữa thì tập trung ở nhà chính mờ à. Nghe nó nói mà tôi như rối loạn cả lên, gì mà lắm khu thế, khu chính, khu sau, khu trái, không biết còn có khu phải không nữa. Thấy tôi tần ngần, nó lại nói tiếp. À, ông có tất cả là bốn người con mờ à, ba cậu, một cô, cậu Thành là cậu cả, xong tới cậu Danh, rồi cậu Huy, cô Hằng là cô Út. Nhưng mà em bảo nhỏ cái này con ruột của bà thì chỉ có cậu Thành, cậu Danh và cô Hằng Còn cậu Huy là con riêng của ông Hôm nay mợ chưa được gặp cậu Huy Vì cậu đang ở bên Canada Em nghe đầu bên đấy có bảo nên cậu không về được Ừ, mợ hiểu rồi Cảm ơn em đã nói cho mợ biết các thành viên trong nhà nhé Dạ không có gì đâu Đằng nào khi đến dùng bữa cơm Ông giới thiệu lại cho mợ biết tôi Em nói trước cho mợ đỡ bỡ ngỡ Tại nhà cũng hơi nhiều thành viên lắm lúc em còn bị rối, cô khẽ nở một nụ cười, con bé tự nhiên nói lớn giọng hơn, kiểu giọng phấn khích. Eo ơi, mợ cười xinh lắm mợ, nhìn duyên cực kỳ. Thế mà cô hàng bảo, mợ không được một phần của kỳ duyên, em thấy sai ghê đó, mợ xin ăn đức của kỳ duyên luôn đấy. Cái gian khen khiến tôi ngày đó bừng cả má. Tôi đang định hỏi nó một chút về kỳ duyên, người con gái trong lòng chồng tôi nhưng chưa kịp hỏi thì một giọng nói lớn đã vang lên. Cái giang đưa mở về phòng xong thì xuống dọn dẹp luôn nhé. Dạ vâng. Sau khi cái giang rời khỏi, tôi mới đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. ở nhà mẹ nuôi tôi thấy phòng đã rộng lớn nhưng nó chẳng thấm thía gì so với căn phòng của chúng tôi. Nên lát gạch vân đá cao cấp, mỗi vật dụng trong căn phòng đều đắt giá, ngay cả bàn trang điểm cũng là một loại gỗ quý hiếm. trên giường những cánh hoa hồng đỏ Xếp thành hình trái tim Nổi bật trên nền ga trắng Tượng trưng cho tình yêu nồng nàn Khóe môi tôi khẽ nở ra một nụ cười khổ Tôi nghĩ tất cả những thứ này là do bố chồng tôi sắp xếp Tuyệt đối không liên quan đến Thành Sau đó tôi vào nhà vệ sinh thay bộ váy cồng kền trên người Rồi tháo hết những bộ trang sức cất gọn Cuối cùng tôi ngồi tẩy trang Lớp trang điểm Rửa mặt xong Tắm rửa cho sạch sẽ tắm Xong tôi treo gọn quần áo của mình vào tủ Một lúc sau Có người lên tiếng gọi tôi xuống ăn cơm Người này cũng còn trẻ Tầm tuổi như cái gian Như thái độ khác hoàn toàn cái gian Nó tên Hảo Mời cả mời ngồi xuống dùm cơm tối Mời nhanh lên đừng có để mọi người phải chờ đợi Cái mặt nó câu có khó chịu Lần đầu gặp tôi mà tôi cứ ngỡ Chúng tôi từng là kẻ thù gặp nhau Sau đó tôi mới được biết Nó tên Hảo gần như là giúp việc riêng của cái hằng, chủ của nó không thích tôi nên thành ra nó cũng khó chịu ra mặt với tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện. Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện. Sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.